Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hồng Tin Nhật Vậy. Lời đầu tiên, Hồng Tin xin kính chúc đến toàn thể các bác một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng các bác ơi, ngày hôm nay thì Hồng Tin để gửi đến các bác một mẫu bếp, đó là thương hiệu Zinai Phiến Vặn. Một mẫu bếp thương hiệu Zinai Phiến Vặn như thế này thì rất là tiện sử dụng các bác ạ, cho mọi lứa tuổi, nhất là các bác mà cao tuổi sử dụng cái dòng phiến vặn này thì nó vô cùng là an toàn, bảo đảm. Nó không có nhiều chức năng, tức là nó chỉ có phiến vặn để nấu và ở trên thì nó có hai cảm biến nhiệt tắt lửa và khóa ga khi mà nhiệt độ lên cao. Vâng, thành vách thì không bị chảy xước ở đâu các bác nhé. Bề mặt đường trên của bếp là mặt men màu ghi. Và bo lửa của chiếc bếp này là bằng nhôm nguyên khối các bác ạ, đang còn mới kinh keng này. Đây là thoát hơi của lò nướng. Đó, thành vách cũng như là bề mặt đằng trên không hề bị cháy xước ở đâu, không bị móp méo. Ở dưới thì đều đã có lưới chống chuột rất là an toàn. Và chiếc bếp này thì nó có thêm cái phần phiến ấn 3S các bác nhé. Bây giờ em sẽ test lửa để các bác thể là nắm bắt theo dõi. Ngọn lửa của cái dòng bếp này thì nó vô cùng là xanh này. Đó, nó rất là xanh lửa và đều lửa này, không thể chê vào đâu được. Bây giờ em sẽ test luôn về chức năng chống cháy nổ an toàn của cái dòng bếp này. Khi mà nhiệt độ lên cao thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga các bác nhé. Rất là an toàn. Các bác thấy đó, khi mà em đặt cái nồi lên thì ngọn lửa của nó sẽ không tràn ra ngoài các bác nhé. Nó sẽ ôm trọn vào cái đáy nồi. Khi mà lửa mà ôm trọn vào cái đáy nồi như thế này thì các bác có thể là nấu thức ăn nó rất là nhanh được. Và nó sẽ không bị lãng phí cái ngọn lửa, cũng như là nó sẽ tiết kiệm được ga gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga các bác ạ. Vâng, và ngọn lửa mà xanh như thế này thì nó sẽ không gây ra đen nồi các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác sử dụng cái dòng bếp này thì nó rất là an toàn, bảo đảm. Nó vừa phòng chống tránh được cái cháy nổ mà nó lại còn tiết kiệm ga. Đấy. Vâng, các bác thấy đó, cái chức năng của nó vô cùng là nhạy này. Khi mà cái nhiệt độ của đáy nồi lên trên 200 độ thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga ngay. Vâng, ở bên này thì nó đã báo về cái dấu hiệu là tắt lửa rồi các bác nhé. Và sau khi bếp đã tắt lửa thì sẽ khóa ga. Cho nên là em sẽ test lửa luôn để các bác có thể là nắm bắt được cái dòng bếp này nó rất là an toàn, vô cùng là an toàn. Đấy. Khi mà các bác sử dụng về cái dòng bếp này thì các bác cứ yên tâm, cái độ an toàn của nó rất là cao. Ở bên này thì cũng thế các bác nhé, đã báo về cái dấu hiệu là khóa ga. Em sẽ test luôn. Đấy, ngọn lửa kề bên, thế nhưng mà nó không hề bốc cháy luôn. Đấy, chế độ bếp thì đang nấu. Cái dòng bếp phiến vặn này nó rất là nhẹ các bác ạ, nó không giống một cái chiếc bếp của Việt Nam mình đâu. Khi mà các bác vặn cái dòng bếp của Việt Nam mình thì nó có tiếng kêu rất là to mà nó lại nặng. Nhưng cái dòng này thì nó rất là nhẹ này. Khay của nó là vĩ thì là inox, còn khay là men zin các bác nhé. Đang còn mới kinh keng luôn. Ở trong lò nướng này các bác ạ, đang còn rất là mới này. Bây giờ em sẽ test lửa luôn. Một chiếc bếp mà nó có thêm phần lò nướng như thế này thì rất là tiện lợi. Các bác có thể là nướng thức ăn vào đây, chẳng hạn như là tôm, cua, cá, thịt. Đấy, rất là tiện luôn. Vâng, một lúc mà các bác làm được 2-3 món thức ăn mà lại tiết kiệm được cái thời gian cho mình làm được rất là nhiều việc. Các bác thấy ngọn lửa của nó rất là xanh này, vô cùng là xanh lửa và đều lửa. Đấy, một cái dòng bếp mà nó thêm cái phần lò nướng như thế này thì quá là tiện. Nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian để các bác có thể là làm được nhiều việc khác. Ở trên thì các bác kho cá, kho thịt này, hay là xào rau nấu canh này. Còn ở dưới thì các bác nướng tôm, cua này, đấy, thịt gà này, trứng này. Tức có nghĩa là các bác thích ăn đồ nướng gì thì các bác thể đều nướng được các bác nhé. Hoặc là sáng mai các bác dậy sớm mà các bác muốn ăn một cái gì đó vào buổi sáng, chẳng hạn như là mình nướng bánh mì thì trong vòng có mấy phút sau là mình sẽ có một cái món thức ăn điểm tâm buổi sáng rất là tiện. Đấy. Nó vừa không bị mất kinh phí mình phải đi ra ngoài này, mà mình lại ăn được ở tại gia đình nhà mình, nó rất là an toàn các bác ạ. Vâng, bây giờ em sẽ đưa luôn ra giá thành
để các bác có thể là theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Cái bếp này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu về dòng bếp này thì các bác liên hệ vào số điện thoại của em là 033 6148 716 các bác ạ. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp cho các bác là trọn đời và tặng cho một bếp là một đôi pin. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu về cái dòng bếp này thì các bác liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là các bác nhắn tin gửi vào Zalo cho em. Zalo của em cũng là số này các bác nhé, cũng là 033 6148 716. Vâng, đến đây thì em Tinh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.